Ok, xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi cho Cuc Phuong ăn. Còn vừa sữa này, sau đó sẽ là ăn táo tàu và ăn dưa hấu. Về hiện tại sức khỏe Cuc Phuong thì cũng không được khỏe cho lắm. Hiện tại tôi đang phải cho Cuc Phuong uống sữa, cũng như là phải cho thứ thuốc như là thuốc ho bổ phế này, cũng như là thuốc về nhiệt miệng. Hiện thì tôi mong rằng Cuc Phuong sẽ sớm khỏe lại. Cuc Phuong rất thích ăn dưa hấu, nhưng mà ăn táo bọc. Nếu mà các bạn muốn theo dõi hiển Cuc Phuong, tại sao chia sẻ video clip này để có thêm nhiều người Cuc Phuong hơn. Các bạn có lưu ý không nào?